phiên tối của ngày 11 tháng 2 năm 2022. Thì em sẽ lên chia sẻ với các bác những cái mặt hàng thân thòng đang nụ này, là những cái hàng phá hè nhá. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan của nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Đây, sau đây thì em sẽ đi lên chi tiết từng cái mặt hàng cây nhá. Trầm rồng đỏ siêu nụ của nhà em nhá. Các bác nhìn này, nụ nó bắn như pháo hoa luôn này. Và giá thì cực kỳ mềm. Mềm hơn bún nhá mọi người nhá. Đây, hôm nay thì em sẽ bán cho các bác một combo 2 chậu rồng đỏ, bao gồm một chậu 2 thân và một chậu 3 thân, với giá là 300.000 nhá. Trầm rồng đỏ thì mùa hoa của nó là nó bắt đầu nó nở từ tháng 2, rải rác từ tháng 2 dương đến tầm tháng 5 dương nhá. Mặt bông của nó này, nó chỉ có duy nhất một mặt hoa như thế này thôi ạ. Duy nhất một màu hoa là màu đỏ tím nhá mọi người nhá. Và cái hoa trầm này thì nó cực kỳ thơm và bền. Cái trầm này thì các bác có thể chơi dao động từ 30 đến 40 ngày, nó còn phụ thuộc vào cái khí hậu thời tiết của mình nhá. Đây, một combo hôm nay chia sẻ đến các bác đây, nó sẽ bao gồm một chậu 2 thân như thế này này, và một chậu 3 thân như thế này. Hàng thì em cũng lưu ý luôn với mọi người là nó sẽ có thân ngắn, thân dài như thế này nhá, thực tế luôn ở trên live này. Chứ không thể nào 3 thân nó dài đều bằng nhau được. Và hiện tại bây giờ thì chiều dài của một thân nó cứ dao động khoảng tầm 35 đến tầm 45 cm nhá. Và cái điều đặc biệt nữa là mọi người mua cái hàng này rất là lợi này. Các bác nhìn cho em này, mầm gốc nó lên này, dã man luôn, như rau muống sau mưa luôn nhá. Và cái hàng này của nhà em nó là hàng ươm ki chuẩn mật hoa nên là mọi người yên tâm. Đây, 100% nó đều đã lên hết mầm gốc rồi. Các bác nhìn thấy xanh mướt chưa? Mà nụ thì siêu nhiều nhá. Các bác chơi cái dòng này thì không phải lăn tăn. Thứ nhất là hoa nó đẹp này, thứ hai là bền này, và thứ ba là giá thành nó rất là rẻ. Tính ra có mấy chục nghìn một thân thôi. Như năm ngoái và cái thời điểm này, năm ngoái em đang bán là 250.000 một thân rồng đỏ nhá. Nó chỉ cao hơn một tẹo thôi, nó chỉ tầm 50 cent thôi mà 250.000. Giá thành năm nay nó rất là rẻ. À, đây, trong trường hợp mà các bác muốn mua lẻ ấy ạ, thì cái giá lẻ của một chậu 2 thân như thế này này, nó là 150.000. Và chậu 3 thân là 190.000 nhá. Đấy, em bán như thế cho nó dễ. Còn khi mà các bác mua combo thì nó là 300.000. Một combo 2 chậu gồm 5 thân. Một loạt giả hạc đang sưng nụ hôm nay đổ bộ ở nhà em rất là nhiều luôn này. Đó, xuống hết lá rồi, bây giờ đang gai nụ rồi các bác ơi. Hàng hôm nay em có cái nù ta ly này, siêu bệt này, huyết long này, với lại di linh trắng nhá. 100% hàng thuần đã ấm chậu hết rồi. Về mọi người chỉ việc gỡ mỗi cái băng dính kia ra treo lên chơi thôi. Hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục lên cho các bác một combo 4 món. Có nghĩa là 4 chậu như thế này. 1, 2, 3, 4 với giá là 200.000. Cái giá này là chưa có phí vận chuyển đâu nên là các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship nhá. Đây, để em lấy cho mọi người xem cái mặt hoa của nó này. Bệt này, huyết long này, di linh trắng này, với lại nù ta ly. Đó, mặt hoa sổ rất là đẹp nhá. Cứ 200.000 là các bác sở hữu được một chậu. Một chậu của nó chỉ có một thân thôi ạ. Và hàng hiện tại bây giờ nó đang gai nụ nhá. Hàng đang gai nụ rồi. Về mọi người dỡ khéo cho em cái băng dính này ra. Lấy cái kéo cắt đi ạ. Chứ đừng có cầm dỡ cả cục lên rồi nó bẩy cả cái bộ rễ lên đấy nhá. Đây này. Đây, nụ đây nhá. Có cái thì nó bật hẳn nụ ra rồi, còn có cái thì nó đang gai gai lên thôi. Đây này, như cái chậu này nó đang sưng sưng nụ thôi. Có một số ít là nó bật nụ ra rồi. Đó, cái chiều dài của cây này thì nó còn phụ thuộc vào cái giống nhá. Có nghĩa là có giống thì nó thân dài, có giống thì nó thân ngắn. Nên là chiều dài em báo dao động từ 20 sen đến tầm 4-50 sen nhá. Đây, cái lô Denso Mid của nhà em nhá, hay còn gọi là Denso Chớp đây này. Hàng đẹp miên man luôn.
Hàng này thì em vẫn giữ giá cũ là 250.000 một combo 4 chậu nhá. Và hiện tại bên nhà em thì vẫn có 5 mặt hoa. Chớp chuồn, chớp sa băng, chớp sữa, vàng đỏ này. Màu này đẹp dã man luôn. Bên ngoài màu nó nét căng nữa. Với lại chớp bịp ạ. Đây. Và mọi người lưu ý cho em này, là cái số lượng thân. Số lượng thân nhá. Và cái hình dáng lá nó còn phụ thuộc vào màu hoa nhá. Đây. Nó cứ dao động từ 2 thân đổ lên. Có chậu nhiều thân, chậu ít thân thì nó còn phụ thuộc vào cái màu hoa đấy ạ. Chứ không phải là chậu nào nó cũng bằng đấy thân nhá. Nói như thế cho các bác dễ phân biệt. Đây này mọi người nhìn cho em này. Rất là to luôn. Hàng này nó là hàng cắt hoa rồi. Nó đã ra hoa tại nhà vườn. Nó chuẩn mặt hoa. Nhà vườn người ta báo cho mình nhá. Hiện tại bây giờ thì có một số cây là nó đang lên cái đợt hoa mới. Đây như thế này này. Cái phần đang lên nụ này. Thì nó chỉ có một số ít cây là nó đang có cái nụ hoa mới thôi nhá. Còn chủ yếu là nó vừa mới hết hoa. Mà Denso này thì nó ra hoa quanh năm. Một đợt nó sẽ ra được, một năm nó sẽ ra được 3 đợt hoa. Nên là các bác yên tâm, hết đợt này nó sẽ ra đợt khác. Mà cái dòng Denso này nó cực kỳ dễ chăm nhá. Mọi người tưới ít nước thôi, không cần phải tưới nhiều. Một tuần các bác chỉ tưới cho em từ 2, cùng lắm này là đến 3 lần nước thôi. Vì là cái này, cái giả hành này của nó này, nó rất là dày. Dày mình, nên cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Cái thân ấy. Nên mọi người không cần phải tưới nhiều. Cố gắng đừng để cho cái phần gốc này nó ướt quá. Ướt quá nó đọng nhiều nước là nó sẽ bị úng cây ấy. Đây ạ. Hoàng tử áo đỏ của nhà em nhá. Siêu đẹp luôn ạ. Một trong những cái dòng cây phong thủy mang lại may mắn tài lộc cho người chơi. Hàng siêu đẹp mà giá cực kỳ yêu thương luôn này. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 2 cây hoàng tử áo đỏ này với giá là 250.000. Các bác mua lẻ một cây em có bán nhá, nhưng mà giá của một cây lẻ là 150.000. Nên là mọi người cố gắng mua 2 cây, một combo 2 cây để mình được rẻ hẳn 50.000 nhá. Mặt bông của hoàng tử áo đỏ này, nó đỏ rực luôn ạ. Nhìn nó thì cái hoa của hoàng tử áo đỏ này thì nó gần giống như cái hoa của cái hàng phượng vĩ nhá. Đây, nhưng mà cái đầu cánh của hoàng tử áo đỏ thì nó sẽ tròn hơn. Đầu cánh của phượng vĩ thì nó nhọn. Mặt bông đẹp vô cùng luôn. Nó này nó là đỏ tươi chứ không phải đỏ thâm nhá mọi người nhá. Hàng siêu đẹp luôn này. Em quay cận cảnh từng cây cho các bác xem. Trung bình một cây này 2, 4, 6. Nó cứ dao động từ 6-7 cặp lá đổ lên. Hàng lá xếp so le nhá. Đây hình ảnh cây thực tế tại vườn nhà em. Em quay như thế nào thì sẽ gửi cho các bác đúng như vậy luôn. Một chậu này thì các bác nên ghép từ 3 đến 5 cây. Thì khi hoa nó ra nó sẽ dày hơn. Đây. Hàng này em bao đẹp cho mọi người nhá. Bao đẹp cho các bác ạ. Không có hàng lỗi lá đâu. Đây này. Đây nó là những cái vết bẩn nhá. Về mọi người lấy cái khăn ướt mềm ấy. Mình lau đi là nó sạch. Đó. Cứ 250.000 là các bác sở hữu một combo 2 cây rồng. À 2 cây hoàng tử áo đỏ. Còn các bác mua lẻ một cây, nó là 150.000 nhá. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là em không bao ship. Nên là các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng. Cái này thì các bác có thể tham khảo giá ở trên thị trường. Người ta đang bán là 350.000 một cặp đấy ạ. Đây đầu xuân năm mới là em tri ân khách hàng nhá. Nên em bán cái giá rẻ sập sàn luôn. Nhạn tháng 8 móc rừng Gia Lai nhớ, hàng siêu hot hit nó vừa cập bến ở nhà em các bác ơi. Cái này thì em về số lượng cực kỳ ít, không có nhiều đâu. Đây này, mọi người nhìn này, phê chưa? Ngày hôm nay nhá, em sẽ chia sẻ đến các bác một cái giá cực kỳ yêu luôn. 270.000 cho 3 gốc nhạn Gia Lai này. Đó, tính ra là có 90.000 một cây thôi. Đây này, mọi người nhìn này. Hàng này nó là hàng nhạn giống nhá. Nên là hiện tại bây giờ một cây của nó chỉ dao động khoảng tầm 5 cặp lá thôi. Đây các bác nhìn cho em. Hình thức cây đây. Và hàng rừng thì mình biết rồi. Cái lá hàng rừng không bao giờ nó được đẹp
mướt mát như cái hàng công nghiệp nhá. Nhưng đây này, cây như này là tương đối rồi. Hàng thì hiện tại bây giờ có cây là nó đã ra rễ non, còn có cây là thì chưa nhá. Nhưng mà chủ yếu thì là nó chưa ra rễ đâu. Nên là về bây giờ các bác cứ treo lên cho em độ khoảng tầm 15 đến 20 ngày cho nó bật cái rễ gốc ra, rồi mình hãy ghép lũa hoặc là mình trồng chậu nhá. Đây này, cây này này. Đó. Cứ một combo 3 cây là 270.000 mọi người nhá. Đây. Và trung bình một cây đã được tầm 5 cặp lá rồi. Hàng này là hàng giống. Đó. Nó cũng tương đối là đẹp đấy ạ. Không lá không bị sứt sẹo đâu. Hàng này thì em bao lỗi lá cho các bác. Thì có điều lá chân thì mọi người thông cảm cho em nhé. Lá chân của cái hàng bóc là nó không bao giờ nó được đẹp. Còn những cái lá ngọn với lá giữa này em bao đẹp cho mọi người. Đây. Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa ngày hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2022 thì nhà em cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng hot hit. Nên là mọi người vào theo dõi video để lựa cho mình những cái cây ưng ý nhất nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan của nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Trong cái phiên trưa của ngày hôm nay thì nhà em vừa cập bến được một cái lô Denso chớp lá mít siêu đẹp luôn. Bên cạnh đó thì những cái hàng nó đang nụ như là trầm rồng đỏ này, giả hạc Di Linh này, Nù Ta Ly này, nhạn tháng 8 Gia Lai này, vàng tử áo đỏ này, hoàng hậu xanh này, nữ hoàng của các loài hoa nhé. Và những cái dòng hoa thịnh vượng phát tài, mang lại may mắn tài lộc cho người chơi. Đây là toàn bộ những cái mặt hàng mà hôm nay em sẽ lên chia sẻ cùng các bác. Và sau đây thì em sẽ đi lên chi tiết từng mặt hàng một nhé. Tiếp theo video em sẽ lên cho các bác một cái dòng hoa hè hoàng phi hạc này. Hiện tại bây giờ là có một số thân là nó ra hoa sớm thì nó đang hơi gai gai nụ rồi. Còn đâu là nó đang sưng nụ nhá. Đầu xuân năm mới thì em sẽ chiên các bác, bán cho các bác một chậu này với giá là 250.000 một chậu, siêu to khổng lồ này. Đây mọi người nhìn thân này. Nó như cái thân mía luôn nhá. Mầm này, lên rất là nhiều luôn. Ôi dồi, nó nặng quá đấy ạ. Đây. Và cái dòng này thì bao giờ nó cũng sẽ phải xuống hết lá rồi nó mới ra hoa nhá. Hàng này là hàng hoa chuẩn hè. Cho nên là bây giờ cây nào mà nó ra sớm thì nó mới gai gai nụ. Còn không là đang sưng nụ nhá. 250.000 một chậu. Mặt bông của nó này. Hoàng phi hạc này của nhà em nó là cái hàng hoàng phi hạc cánh vàng, mắt nâu đỏ. Hoàng phi hạc cánh sáp đấy ạ. Cánh sáp ấy. Cho nên là nó rất là bền. Nó hoa cực kỳ thơm nhá. Riêng cái dòng hoàng phi hạc này các bác chơi cho em 3 đến 40 ngày. 30 đến 40 ngày này. Đây này. Mầm nó đang phát triển này. Đẹp lắm. Đây như những cái thân này này, nó không phải là thân già đâu nhá. Thân hoa đấy ạ, thân tơ đấy. Đây này. Nó đang chút lá để chờ hoa rồi. Hàng này về bây giờ các bác treo lên cho em thôi. Tầm này là các bác cắt nước là được rồi. Cắt nước để mình đợi hoa nhá. Không tưới nhiều quá nó không ra hoa đâu. Nó lại lên hết mầm đấy. Cao to. Đẹp dai. Này, mọi người nhìn cho em này. Cái thân của nó to lắm. Thân nó to hơn ngón chân cái. Vũ nữ hoàng hậu xanh hôm nay em về phục vụ các bác có hai size nhá. Một loại size lớn và một loại size nhỏ này. Đẹp lắm. Đây cái hàng size lớn trồng ở trong chậu nhựa đen này thì em bán là 220.000 cho một chậu. Các bác mua hai chậu thì giá là 400.000 nhá. Còn bên này nó là cái hàng nhỏ này. Hàng size nhỏ này thì em bán lẻ là 150.000 một bụi. Các bác mua từ hai bụi trở lên thì giá chỉ còn là 250.000 một combo hai bụi thôi nhá. Và hàng thì giá đầu năm. Cho nên là em tri ân khách hàng, giá ưu đãi em trừ trực tiếp vào sản phẩm luôn. Nên em sẽ không bao ship, các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship nhé. Mọi người mua 1 cây hay là đến 10 cây thì phí ship vẫn cộng cho em là 30.000 nhé. Đây mặt bông của hoàng hậu xanh đây ạ. Cái này nó là màu xanh cốm nhé,
Màu của nó cực kỳ đẹp luôn, rất là sang. Vòi hoa tương đối là dài này. Cứ mỗi một cái cần hoa này thì nó bao gồm rất là nhiều những cái bông hoa nhỏ li ti. Như những cái hàng size nhỏ này này thì các bác có thể trồng mình để ở bàn trà được. Trung bình một bụi này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4-5 tép nhá. Hàng xanh mướt luôn, đẹp miên man luôn mọi người ơi. Chuẩn bị bây giờ là sắp đến cái mùa hoa của nó rồi đấy ạ. Và mùa hoa của hoàng hậu xanh này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ tháng 4 dương đến tầm tháng 6 dương nhá. Đây, cây to này. Những cái cây to này thì các bác treo giàn. Đẹp chưa? Nó rất là trường cây luôn ạ. Cái bụi to này thì nó cũng dao động 4-5 tép một bụi. Cái hàng này về bây giờ các bác chỉ việc treo lên chơi thôi nhá. Lưu ý cho em là dòng hoàng hậu này nó không ưa nước, nên là mình tưới nước tuyệt đối này. Chỉ tưới phần gốc cho em thôi. Cái phần lá này thì gọi là mình chỉ phun sương sương, phun nhẹ để cho nó như kiểu là mình rửa lá thôi, chứ đừng tưới đẫm quá nhá. Nó không ưa nước cho nên là mọi người không cần phải tưới nhiều. Khoảng tầm 2 đến 3 ngày các bác tưới cho em một lần là được. Bạt ngàn luôn nhá. Nhiều lắm, em về số lượng rất là nhiều luôn. Đây, các bác nào mà yêu thích cái dòng này thì mình cứ trực tiếp gọi điện vào cái số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhé. Các bác thấy cái lan thịnh vượng phát tài của nhà em đẹp chưa? Thịnh vượng phát tài hay còn gọi là lan thanh tuyền, một số nơi nó còn gọi là lan mía nhé. Hàng cây siêu to khổng lồ, cái giống này nó được mệnh danh là cái giống lan to khủng nhất thế giới nhé. Màu hoa thì siêu đẹp luôn mọi người ơi. Hoa của nó đây này. Nhìn nó gần giống như cái hoa cẩm báo nhá. Đây. Thanh tuyền này thì hôm nay em xin phép chia sẻ đến các bác một chậu như thế này với giá là 150.000. Các bác lấy hai chậu thì giá là 250.000 nhá. Đây, một chậu thì nó sẽ bao gồm một thân mẹ và một thân con này. Đẹp chưa? Em nói thật với mọi người là cái hàng này bây giờ mọi người trồng đấy. Trồng cho em một chậu chỉ khoảng 2 cây thôi. Mình chơi thân chơi lá trước, chưa cần để ý đến hoa nhá. Đây này. Cái giống lan này nó mang lại may mắn tài lộc cho người chơi đây. Đẹp lắm. Cái dòng này cái chiều dài của nó nhá, tối đa nó cao tầm 2-3 mét là bình thường. Nó to khủng lắm ạ. Đây. Một chậu sẽ có một thân mẹ và một thân con đang lên. Đẹp miên man luôn ạ. Đây các bác cứ làm cho em một chậu to, ghép ba cái bụi này vào. Đẹp vô cùng luôn, rất là sang nhá. Mà cái dòng này hoa của nó cực kỳ sai. Sai hoa. Vòi hoa rất là dài nhá. Còn đây nó là cái dòng kiếm cây trưởng thành. Kiếm này thì hiện tại em đang có 4 loại: Phan Chí, Xanh Huế, Văn Giang và Bạch Ngọc. Đây. Mặt hoa của Bạch Ngọc này. Đẹp chưa mọi người? Nét căng luôn. Văn Giang kiếm nhá. Cái này nó là hồng Văn Giang. Phê lắm, mặt hoa của nó đẹp lắm mọi người ạ. Đây, bỏ cây xuống cái nền đất này, quay cho nó rõ này. Một bụi như này em đang bán là 150.000. Khi mà các bác mua hai bụi này thì giá chỉ còn là 250.000 thôi nhá. Mọi người lưu ý cho em này, là cái bụi kiếm của nhà em nó rất là to, cực kỳ nhiều thân luôn nhá. Đây, mà lá dài, hàng lá láng. Hàng lá láng này, bản lá dài. Hiện tại bây giờ bản lá của nó sẽ dài dao động từ 30 đến tầm 60-65 sen. Một bụi này thì nó sẽ có lẫn cả lá ngắn lá dài nhá, chứ không thể nào mà nó dài đều nhau được. Vì nó có những cái mầm, những cái thân con nó đang phát triển đấy ạ. Đây, này mọi người nhìn này, bụi to khủng nhá. Đó. 150.000 khi mà các bác mua lẻ một bụi như này. Còn khi mà các bác mua hai bụi thì giá chỉ còn là 250.000. Cây cao to nhá, hàng cây trưởng thành. Còn đây nó là cái lô thiên nga giống này. Thiên nga giống thì hiện tại bên em đang có 4 màu. Chuẩn mặt hoa, bảo hành mặt hoa cho các bác nhá.
đỏ rượu vang này, nâu sô cô la, thiên nga đen và cái dòng thiên nga màu xanh nhá. Thiên nga này thì em bán cho các bác theo một combo 5 cốc với giá là 250.000. Mặt bông của nó đây. Đỏ này, sô cô la này, xanh này, đen này. Hàng chuẩn mặt hoa nhá mọi người nhá. Thiên nga này nó là cái giống hoa cánh sáp nên là hoa của nó cực kỳ bền. Một năm nó sẽ ra hai đợt hoa nhá. Đây hàng cây giống này cho nên là cốc hiện tại của nó đang rất là nhỏ luôn. Đây ạ. Đang lên mầm mới đây mọi người nhá, đang lên mầm mới này. Một cốc này thì nó chỉ có một mầm thôi. Đây. Có những cái mầm nó đang nó lên rất là cao rồi nhá. Còn có những cái mầm thì nó mới chỉ nhú nhú một chút lên như này thôi. Cái thiên nga này nó cực kỳ dễ trồng nhá. Không ưa nước nên là mọi người không cần phải tưới nhiều nước nhá. Khoảng tầm 3 ngày, 2 đến 3 ngày các bác tưới nhẹ phần gốc cho em một lần thôi. Tuyệt đối tránh nước mưa, mưa nó vào nó có cái tính chất axit ấy ạ. Nó sẽ gây thối nhũn cây nhá. Đó, 250.000 một combo 5 cốc. Đây còn đây nó là cái dòng Denso Mini Lai đùi gà. Đẹp lắm. Hàng này nó là hàng cây giống này. Nhưng mà cái cốc này của nhà em nó rất là nhiều thân, nhiều mầm nhá. Đây, hôm nay thì sẽ chia sẻ đến các bác một combo 10 cốc như thế này với giá là 150.000. 10 cốc là 150.000 nhá. Cái dòng này thì cái màu sắc hoa của nó rất là đa dạng phong phú. Đây này mọi người nhìn này. Đẹp vô cùng luôn. Nhiều màu nhá. Nó có cả cái bông dạng cánh chớp này. Hoặc là trơn một màu này. Đây. Đẹp chưa? Đây này, ở đây cũng đang có một bông bói như thế này mọi người này. Cái dòng này của nhà em thì đây như các bác đang theo dõi trên màn hình nhá, là có một số cốc này nó đang có nụ nhá. Nhưng mà cái hàng đang nụ này, này thì nó rất là ít. Chủ yếu là nó là hàng chưa có nụ. Cây giống mà. Nhưng mà bù lại này mọi người nhìn cho em này. Cốc của nó cực kỳ nhiều thân nhá. Mập lắm. Đây, cuống hoa cũ này. Trông nó bé bé như này thôi. Nhưng mà có một số cây đã ra hoa rồi đấy ạ. Đó, 150.000 các bác sở hữu 10 cốc như thế này. Vô cùng nhiều thân luôn. Nhỏ mà có vỏ đấy ạ. Denso Mini Lai đùi gà nhé.